Xin chào tất cả các bạn. Bá Đạo rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình livestream trên Facebook để dạy tiếng Anh qua các ca khúc Bolero. Và ca khúc ngày hôm nay, Bá Đạo xin giới thiệu đến tất cả các bạn là một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trúc Phương. Ca khúc được mang tên Đêm Tâm Sự và đã được Bá Đạo chuyển thể sang tiếng Anh với tên gọi Confidence Night. Và Bá Đạo xin bắt đầu bài giảng của mình luôn. We meet together as is the first time, why are you shy? Mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao em ngại ngùng? Mình gặp nhau như lúc ở đây chính là như thể, cho nên mình dùng đại từ as để nói. Lúc ban đầu, the first time. Cớ sao em ngại ngùng, why are you shy? Và từ shy ở đây là tính từ, có nghĩa là ngại ngùng. Và ở đây là âm ai? Và SH trong tiếng Anh là âm S dài, cho nên các bạn đọc từ này là shy, chứ không phải là sai. Âm S dài các bạn đọc âm S nó dài hơn, shy. Meet, âm E dài. Together, âm này là âm D. Bạn thấy ER thì bạn sắp phát âm là âm Ơ. Ha? Các bạn thấy những từ như là ER nè, OR hoặc là AR thì bạn sắp phát âm là âm Ơ. As is the first time, first và âm Ơ dài, nó là số thứ tự, là lần đầu tiên. Why are you shy? Là cấu trúc hỏi của động từ to be. Đây là cấu trúc của WH cộng to be cộng chủ ngữ và cộng với tính từ. Nhà tôi đơn côi, mời em ở lại. My house simple, may you stay a while. My house, đây là viết tắt của động từ to be is simple. Simple là tính từ hai âm tiết. Như vậy các bạn sẽ nhắc nó âm 1 simple. Và bê phở là các bạn đọc âm bê phở là mím môi lại và mình đẩy hơi ra, nó ra âm bê phở là âm p chứ không phải là âm bờ, cho nên các bạn sẽ đọc là simple chứ không phải là simple. My house simple, may you stay a while. Mình dùng ở đây là cấu trúc hỏi của từ may, là một cách lịch sự là mời em ở lại, giống như là em có ở lại được không. May you stay a while. A while là một chút, may là động từ khiếm khuyết có nghĩa là có thể, và dùng trong câu hỏi thì nó có nghĩa là một lời mời lịch sự, xin phép. Và cấu trúc sẽ là may cộng chủ ngữ và cộng với động từ nguyên mẫu. May you stay a while. Và từ may và từ stay này có cùng nguyên âm, đó là âm A. Và âm A trong tiếng Anh các bạn sẽ biết là âm E và Y ngắn. Tell living stories with unfading love. Tell living stories, đây là danh từ ghép. Living stories, story là danh từ hàm tiết, các bạn sẽ nhắc âm 1. Living là children, là danh động từ mà đứng trước danh từ thì đóng vai trò như một tính từ, thì các bạn cũng nhấn âm 1. Living stories with unfading love. Từ love là một động từ, cũng là một danh từ rất phổ biến trong tiếng Anh, có nghĩa là yêu thương. Và unfading là tính từ, động từ gốc của từ này là từ fade. Từ fade thì các bạn cũng đã quen thuộc rồi. Từ fade này là động từ có nghĩa là phai tàn hay là nhạt phai. Và từ này khi mình chuyển sang tính từ, từ động từ sang tính từ thì mình chuyển thành hình thức verb in là fading. Và mình nói là không phai tàn, tức là tình yêu kéo dài về sau, unfading love. Và chúng ta tạo thành được một danh từ ghép unfading love. Và từ fade này chính là âm A, nó cũng là âm A, làm E. Bây giờ mình sẽ đọc lại để các bạn nghe đoạn này. We meet together as is the first time, why are you shy? My house simple, may you stay a while. Tell living stories with unfading love. Và mình sẽ hát qua đoạn này một lần để các bạn nghe ha. We meet together as is the first time, why are you shy? My house simple, may you stay a while. Tell living stories with unfading love. Mình vừa hát qua đoạn 1 của bài hát Đêm Tâm Sự. Và sau đây mình xin hướng dẫn tiếp các bạn đến đoạn 2. Mang tâm sự từ thuở. Cái từ tâm sự trong tiếng Anh chúng ta dùng từ đó là từ confidence, là danh từ. Các bạn rất quen với từ này bởi vì từ này là nghĩa là tự tin. Tức là từ này là từ đa nghĩa, nó có rất là nhiều nghĩa, trong đó có hai nghĩa chính. Một là chia sẻ tâm sự, hai là sự tự tin. Have confidence. Và từ confidence này là danh từ của từ confident.
là tính từ. Và tính từ các bạn nhấn là âm 1, thì khi các bạn chuyển sang danh từ, các bạn cũng sẽ nhấn là âm 1. Đó là nguyên tắc nhấn âm trong tiếng Anh. Đặc biệt là chúng ta lưu ý là NCE là một hậu tố rất quen thuộc của danh từ. Và đó các bạn sẽ phát âm là âm ơ. Các bạn sẽ phát âm âm này là âm ơ, cho nên các bạn sẽ đọc là confidence. Âm này là âm ơ, ơ nơ ơ, ơn. Và các bạn lưu ý là chữ CE đọc là âm S. Bất kỳ trong trường hợp nào bạn thấy một từ nào đó viết thành có chữ CE thì các bạn sẽ đọc âm đó là âm S. Đạo ví dụ với các bạn, ví dụ như là từ nice. Từ nice, trong cái từ mà nice to meet you, hoặc là mình nói từ giới thiệu, introduce, các bạn không nhìn thấy chữ S nào cả, nhưng mà trong phát âm chữ CE được đọc là chữ S, cho nên các bạn phải đọc là nice, introduce. Have confidence, ha, các bạn nhớ nhắc âm 1 và đây là âm ơ. Have confidence, seen, nhưng mà nếu mình đọc là seen thì là không đúng, mà phải đọc là since. Tương tự như vậy, các bạn thấy là chữ CE đúng không? Thì nó sẽ là âm S. Since có nghĩa là kể từ. Kể từ khi. A lack of soft hands. Bàn tay mềm, soft hands. À, một bàn tay mình gọi là a hand. Và đôi bàn tay mình gọi là hands. Các bạn thêm S vào. Và chúng ta gọi là soft hand. Đây là cấu trúc của tính từ đi với danh từ, tạo thành một danh từ ghép trong tiếng Anh. Và cái từ thiếu hụt một gì đó thì các bạn dùng cụm từ là động từ là lack. Đi với giới từ of. Thiếu một cái gì đó. Biết nơi đâu mà tìm, where can I find? Và đây là câu hỏi của động từ khiếm khuyết can. Và các bạn lưu ý nha, sau tất cả các động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh là chúng ta sẽ cần một động từ nguyên mẫu. Ngoài từ can này, các bạn sẽ có những từ như là từ could, từ may, từ might, từ will, từ shall, từ should, từ need, từ must. Và where can I find? Where can I find? Biết nơi đâu mà tìm, tôi sẽ tìm ở nơi đâu. Thinking at night by small window. Thinking at night, vào những đêm, nhiều đêm suy tư. Chữ suy tư hồi nãy các bạn đã dùng cái từ gọi là tâm sự, là confidence rồi, thì mình dùng một cái từ khác đi là từ thinking at night. Và các bạn lưu ý là trước từ night thì các bạn phải dùng là giới từ at, ha, giới từ at. Đây là âm an ánh và đây là âm ai. Thinking, âm này là âm thờ, ha, các bạn sẽ nhớ âm 1. Thinking at night by small window. Window là danh từ hàm thiết, các bạn sẽ nhấn âm 1 và đây là âm O. Small là âm O dài. Và đây cũng là cấu trúc là tính từ cộng danh từ, tạo thành một danh từ ghép. À, khung cửa nhỏ, tức là khung cửa sổ nhỏ, small window. Và cái giới từ by này, tại sao mình không dùng từ beside hay là mình dùng bất kỳ một giới từ nào khác, mà mình sử dụng giới từ by? Bởi vì từ by là một trong những giới từ rất đa nghĩa trong tiếng Anh. Từ by có 4 nghĩa chính. Nghĩa thứ nhất, đó là nếu đứng trước một danh từ mà chỉ địa điểm hay là sự vật sự việc thì thường nó sẽ có nghĩa là gần hoặc là kề, tức là kề bên, bên ô cửa nhỏ. Còn nếu nó đứng trước một đại từ giống như từ by me là được sử dụng trong câu bị động thì nó có nghĩa là bởi. Còn nếu nó đứng trước một phương tiện vận chuyển, ví dụ như là các bạn nói là từ plane là máy bay thì nó có nghĩa là bằng phương tiện gì đó. Và trường hợp từ by mà đứng trước một thời gian 5-6 a.m. thì các bạn phải dịch là trước 6 giờ sáng, ha. Cái đó là 4 nghĩa quan trọng nhất của từ by, cho nên là mình sử dụng ở đây là từ by. Look out the rain, feel too cold in soul. Nhìn ngoài thấy lạnh giá trong tâm hồn. Look out là nhìn vào, còn nhìn vào bên trong là look into, là nhìn vào vấn đề, hay là look inside là nhìn vào trong cái gì đó. The rain các bạn sẽ làm e, the rain. Feel âm y dài, too là nghĩa là quá đúng không? Quá cô đơn, quá lạnh giá trong tâm hồn. Cold âm c mà đứng đầu mà ngoại trừ chữ y và chữ e ở phía sau thì các bạn sẽ đọc âm đó là âm k. Thì chúng ta sẽ đọc âm này là âm k, cold. Chứ chúng ta không được đọc là cold, chúng ta phải đọc là cold. In soul âm này là âm o. Mình đọc lại câu này để các bạn ha. Thinking at night by small window. Look out the rain, feel too cold in soul. Bây giờ mình sẽ hát đoạn này để các bạn nghe ha. Từ chỗ have confidence. Have confidence is I lack of some hands, where can I find?
Thinking it nice by small window, look out the rain feel to go in slow. Như vậy là chúng ta vừa mới xong đoạn đầu, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến đoạn điệp khúc. Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm này, mấy năm cách biệt separate. Separate là một động từ có nghĩa là xa cách hay là phân chia, thì mình dùng từ separate in years. Mấy năm tức là nhiều năm, thì mình dùng cái là số nhiều, years. Separate, từ này là một trong những từ rất là quen thuộc, và từ này các bạn sẽ đọc là separate. Nha, separate, âm này là E-F-F, sep, ơ, chữ này là viết của chữ ơ đó, đọc như tiếng Việt là chữ ơ. Separate, chữ này là chữ E, các bạn sẽ đọc là eight, separate. Các bạn lưu ý là với những từ có đuôi là A-T-E, nếu như mà nó là động từ, thì chúng ta sẽ đọc là âm eight. Còn nếu như nó là danh từ hoặc là tính từ thì các bạn sẽ đọc là âm ert. Mình ví dụ với các bạn như sau. Ví dụ như là các bạn là danh từ, ví dụ như là từ chứng chỉ. Từ chứng chỉ trong tiếng Anh các bạn sẽ nói là từ certificate. Khi cái đuôi mà ate mà là danh từ thì các bạn phải đọc là âm ert, thì đọc là certificate. Certificate. Giống như hồi nãy mình đã hướng dẫn các bạn là chữ C đúng không? Chữ C mà đi với chữ O đọc là âm K, nhưng mà C đi với E thì các bạn đọc là âm S. Certificate. Certificate. Chúng ta đừng đọc certificate, vì từ này là danh từ. Khi các bạn sử dụng nó là danh từ thì các bạn phải đọc là it. Hoặc là tính từ, ví dụ mình nói từ immediate. Tính từ này rất quen thuộc và các bạn đều biết nó có nghĩa là ngay lập tức hay là lập tức thì. Immediate thì từ này cũng là âm it. Như vậy là ATE là một hậu tố rất là phổ biến trong tính từ, danh từ và cả động từ. Khi nó là động từ thì đọc là âm eight. Khi là danh từ thì đọc là âm ert. Khi là tính từ đọc là âm ert. Happy tonight. Chỉ vui đêm này, vui là hạnh phúc, happy. Tính từ ham tiếc ta nhấn âm một. Và từ này phiên âm như sau. Từ này là âm A ngắn ha. Happy. Happy. Tonight. Tonight. Đây là âm A. Nhưng mà đã viết tiếng quẹt ở đây rồi. Happy tonight. Can't feel heart words of both of us. Không thể lấp đầy được hết những cái lời trong trái tim. Heart words. Âm này là âm A dài. Trái tim các bạn đọc là heart. Thường là mình thấy là có nhiều bạn đọc nhầm từ này là hurt. Cái từ hurt các bạn đọc nó chính là từ này. Từ làm đau, làm tổn thương thì từ này mới là từ hurt. Còn từ này là danh từ là trái tim, mình đọc là heart. Can't feel heart words. Âm này là âm ơ dài. Words. Với khi các bạn đọc những âm mà có dấu hai hay dấu chấm á, thì cái lưỡi mình hơi cong cong lên chút xíu, cái âm nó sẽ căng và nó đầy, nó tràn hơn. Can't feel hard words of both of us, của hai chúng mình, là hai người là both. Hai người là both, both of us. One time in life, you say love me sweet words on your lips. Một lần trong đời, one time, các bạn biết là chữ lần, trong tiếng Anh chúng ta sẽ dùng từ time. Và từ time là danh từ, vừa danh từ không đếm được, mà vừa là danh từ đếm được. Khi nó là danh từ không đếm được thì nó có nghĩa là thời gian. Ví dụ chúng ta nói là thời gian là vàng bạc, time is gold, tức là thời gian chúng ta không đếm được, chúng ta không thể đếm là một thời gian, hai thời gian. Nhưng mà khi nó đếm được thì nó sẽ có nghĩa là quãng thời gian, một quãng thời gian, hoặc là nó sẽ có nghĩa là lần, số lần, một lần, hai lần. Ví dụ mình nói là một tuần thì tôi đi chơi bóng đá ba lần, là I usually play football 3 times a week. Ha, thì một tuần tôi đi chơi bóng đá ba lần. Một lần trong đời, one time in life. Life, âm này là âm I và kết thúc bằng chữ F. Khi các bạn phát âm chữ F thì các bạn lưu ý ha, chữ F cũng giống như các bạn đọc chữ B phở H ở trong tiếng Việt mình đó. Thì chữ F thì cái môi dưới của các bạn sẽ đụng với hàm trên trên của các bạn và đọc là life. Life, life, nó có âm gió ra như vậy, rất nhẹ nhàng và tự nhiên. Life. Hay mình đọc chữ điện thoại phone. Phone ha, là cái môi dưới của các bạn nó sẽ đụng vào cái hàm trên trên của các bạn. Phone. Life. You say love me. Em nói yêu tôi, tiếng ngọt trên đầu môi. You say love me. Say là âm A. Love là âm ớ. Me là âm y dài. Squid words, hai chữ E là âm y dài. Words tương tự như vậy, đó là âm ơ dài. Đây là danh từ ghép ha. Những lời ngọt ngào ha, tiếng ngọt, sweet words on your lips. Trên đầu môi là trên bờ môi, lips. Ok, và âm này các bạn sẽ đọc là âm dờ, your. Mình đọc lại để các bạn nghe cái phát âm của đoạn này ha, đoạn điệp khúc.
Separating years, happy tonight. Can't feel hard words of both of us. One time in life, you say love me, sweet words on your lips. Và bây giờ mình sẽ hát đoạn điệp khúc để các bạn nghe ha. Separating years, happy tonight. Can't feel hard words so both of us. One time in life, you say love me, sweet words on your lips. Và mình sẽ đến đoạn cuối cùng. Này bạn đêm nay hỡi, đúng không? Này bạn đêm nay hỡi. Hello my close friend. Bạn thân, à, người tri kỷ, à, đây đang nói đến một người tri kỷ. Hello my close friend, if go away tomorrow, take a smile. Hello, anh này làm ông. Hello my close friend, đây là tính từ có nghĩa là thân thiết. Bạn bè là friend, là danh từ. Hello my close friend, if go away tomorrow, away, anh này làm a, anh này làm ơ, away. Tomorrow, anh này làm ông. Ngày mai, if go away là đi xa. Nếu ngày mai đi rồi, đi xa, go away tomorrow, take a smile, thì hãy nhớ đem thêm một nụ cười. Take a smile là một cụm từ trong tiếng Anh, cũng rất là hay. Take a smile, âm này là động từ có nghĩa là cầm nắm, take. Và đây là âm ai, smile. Hello my close friend, if go away tomorrow, take a smile. Mình tôi đêm nay, I'm here tonight, vẫn đợi chờ, keep waiting for. Thì dù xa xôi tôi vẫn là của người. Though it's so far, I still remain yours. I'm here tonight. I'm here tonight. Here ở đây, ha, tính là I'm here. I'm here tonight. Keep waiting for. Keep là y dài. Các bạn thấy hai chữ e đúng không? Thì mình hay đọc làm y dài. Waiting for. Sau từ keep là động từ verb in. Duy trì hay tiếp tục làm điều gì đó. Và các bạn nhớ là sau từ wait thì lại dùng với từ for. Đợi chờ một điều gì, đợi chờ một ai đó. Cho nên chúng ta ráp hai công thức này lại sẽ là keep waiting for. Vì sau keep là verb in thì wait các bạn có thêm in. Và sau wait các bạn dùng với từ for, đợi chờ một điều gì đó. Keep waiting for. Âm này làm o dài. Though it's so far, I still remain yours. Thì dù xa xôi tôi vẫn là của người. Though. Though là một trong những từ chúng ta có nghĩa là mặc dù. Thì chúng ta có thể dùng từ although cũng được. Từ này là though. Thì các bạn sẽ phát âm này là âm O. Though it's so far, âm này là âm A dài. Âm A dài các bạn sẽ mở miệng ra ha. Mình mở miệng ra và sau đó là lưỡi mình đánh thẳng lên. Thì mình sẽ là âm R và far. Ok, đơn giản. I still remain yours. Remain là động từ có nghĩa là duy trì ha. Từ still có nghĩa là vẫn. Tôi vẫn là của người. Thế mình muốn nhấn mạnh, thế mình dùng từ still. Và dùng luôn cả từ remain, yours ha. Yours là sở hữu ha. Là của người, là của bạn, là của người tri kỷ đó. I still remain yours. Và đây là từ remain, đây là âm E. Và bây giờ mình sẽ đọc lại để các bạn cùng xem cái phần này mình sẽ đọc phát âm như thế nào. Hello my close friend, if go away tomorrow, take a smile. I'm here tonight, keep waiting for. Though it's so far, I still remain yours. Như vậy là vừa rồi mình mới hướng dẫn các bạn học tiếng Anh qua ca khúc Đêm Tâm Sự. Vì đây cũng là một bài hát tương đối ngắn so với những bài hát trước đây Đạo từng hướng dẫn cho các bạn, như là Duyên Phận, Hàng Mạc Tử hay Cô Hàng Xóm. Cho nên là các bạn thấy là cũng rất kha khá ha. Nhiều từ vựng và cái phát âm cũng rất là nhiều, có cả nguyên âm và phụ âm. Thì hy vọng là các bạn theo dõi. Và nếu như các bạn có câu hỏi nào mà các bạn chưa rõ, ví dụ là phần nào kiến thức ngữ pháp các bạn thấy mình chưa hiểu, hoặc là cái phát âm, ví dụ tại sao ở đây là âm ca, hay là những trường hợp nào các bạn thấy là nó chưa rõ ràng, thì các bạn để ở phần bình luận thì mình sẽ trả lời cho cái phần các bạn. Và để kết thúc chương trình dạy tiếng Anh Bobodoro qua ca khúc Đêm Tâm Sự ngày hôm nay, thì mình cũng xin hát một lần ca khúc Đêm Tâm Sự, cũng như là một cái món quà gửi tặng đến tất cả các anh chị, cô chú, thầy cô và tất cả các bạn đã ủng hộ và tin tưởng Đạo trong suốt thời gian qua với những ca khúc Bolero tiếng Anh. Và hẹn gặp các bạn ở những lần livestream với các ca khúc Bolero kế tiếp. Và bây giờ Đạo xin hát để gửi tặng cho các bạn. We'll be right back.
song why are you shy? My house is poor, may you say why? Tell me big stories with unfading love. Em con I like come some hands where can I find? Thinking and I spy small window. Look out the rain feel to go in slow. Same rain in years and be tonight. Can't feel hard words of both of us. One time in life, you say love me, sweet words on your lips. Hello, my close friend. If go away tomorrow, thanks, my. I'm here tonight, keep waiting for. Though it's so far, I still remain yours. Một lần nữa Bá Đạo xin chân thành cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quý báu để cùng xem và cùng học cùng với Bá Đạo trong chương trình livestream Bolero qua ca khúc Đêm Tâm Sự, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trúc Phương. Ngày hôm nay Bá Đạo xin chúc tất cả các anh chị và các bạn ngủ ngon và hẹn gặp các bạn trong những chương trình livestream sắp tới. Xin cảm ơn.